Rồi tao không dẫn anh này chứ anh cảm thấy gà ngon của anh năm nay như thế nào? Quá nhanh. Quá nhanh hả? Đúng rồi. Anh này sao? Như quả tẻ luôn. À, chào anh. Wow. À, anh thấy đội ghe năm nay của anh như thế nào? Anh có thể dự đoán và hướng dẫn em xíu được. Rồi, theo tôi thấy thì với cái tình hình hiện tại thì tôi cá nhân chắc là đội ghe của tôi sẽ vào top trong 4 đội ghe mạnh nhất năm nay. Chứ các bạn thấy thì đội ghe của tôi là rất là tích cực. Wow, với cái lực bơi như này thì tôi chắc chắn là ông kho không hút nổi với cái trò của tôi đâu. À, tôi cảm thấy các thành viên bơi với lại anh cũng khá có tinh thần à. Anh có nói gì thêm nữa không? Lại với cái tinh thần bơi ngon thì là anh em là chung nhau đoàn kết hết sức mình, bơi hết sức luôn, bơi tới nào mà đuối gì thôi là thắng gì thôi đó. Anh có thể nói về kinh phí xây dựng làm nên ghe ngon nè? Thì nói về chiếc ghe này á thì tôi nói luôn là ghe này là ghe người nhà nước tài trợ vô dùm luôn, là anh em tôi là chỉ việc là ngồi đóng lại tất cả là anh em làm chung hết, không có nhờ người khác vô làm đâu, không có mướn ai vào hết trơn á. À, mình vợt trên sông này được lâu chưa đó? Vợt mình làm vợt tại vàng ghe chùa lâu chưa ta? Thì khi mà biết được kênh Lốc Thăm xong rồi anh em tôi đã chuẩn bị trước tầm cũng tháng rưỡi rồi, nên là chúng tôi cũng rất là tự tin. Như là bạn thấy thì đây một trong những vận động viên rất là sáng giá hôm nay, thấy cơ hình lực lưỡng, còn bên đây thì hơi đuối hơn xíu mà vẫn không sao. Ơi, tao không dẫn anh này chứ anh cảm thấy gà ngon của anh năm nay như thế nào? Quá nhanh. Quá nhanh hả? Đúng rồi. Anh này sao? Như quả tẻ luôn. Mới tung mấy vòng không mấy vòng? 2 vòng mà như quả tẻ luôn. Quá tung 2 vòng như quả tẻ luôn. Rồi à. Thì thấy không? Đó, huấn luyện viên của tôi, hoạt động viên của tôi là ai nấy đều rất là sung sức. Có thể nói là, nói thiệt là cái việc mà chúng tôi vô cộng 4 đội mạnh thì nó chỉ là chuyện thời gian thôi. Tôi là có năng là tôi sẽ lấy được chức vô địch năm nay luôn cũng được nữa. Thì tôi xin chúc đội ghe của anh có đạt thành tích cao và được đạt như mong muốn nha. Rồi, cảm ơn anh nha. Dạ, cảm ơn. Đấy rồi. À, hay quá, dạ.